Đây là vườn chú đương nha, phải không? Vườn chú đương á là mưa không phun à. Nguyên nhân là tại vì á, nói là ta không có cái oligo thì ta tăng cái xi lên ta phun bình thường ấy đâu, tăng 3 lít xi ta phun, thế là không phun, không phun xong rụng, rụng xong gọi điện cho anh, anh báo là phải 3 ngày sau nó rụng, phải không? 3-4 ngày sau gì á, 3 ngày sau nó rụng. Anh biểu là phơi phun ngay lập tức 2,5 lít tới 3 lít, lại phun có 2 lít xì, cả một cái tầm 7. Sau khi mà phun lên đó thì cái xi nó có một đặc tính thế này nè, nó có một đặc tính rất là như thế này nè. Khi mà đã tổn thương rồi đó thì khi đưa cái xi lên đó thì nó sẽ đào thải. Thí dụ ngày thường một ngày nó rụng 10 trái, nhưng mà cái trái mà bị tổn thương rồi đó, mình đưa lên một cái là qua hôm sau nó rụng kinh khủng, thế là sót, đúng không? Thế anh mới biểu trong điện thoại là 2-3 ngày sau nghe chú, là phải lặp lại một lần nữa ngay lập tức. 4 ngày sau không lặp lại. Rồi 4 ngày sau không lặp lại. Hỏi sao vậy? Tại vì tôi phun lên tôi thấy nó rụng nhiều quá. Trời ơi, với cái chú này cũng mệt mỏi thiệt á. Nên cái mưa trái vụ là nó nguy hiểm lắm nha cả nhà. Nó rất là nguy hiểm. Bởi ngày đó anh nói với ông làm thôi không đi cho chắc. Không phải, tức là chú đó, chú ít có tương tác. Chú ít tương tác, ví dụ như mình hết có oligo thì mình nói là chú Tuấn ơi hết oligo rồi đó. Với cái thứ hai là chú không có Zalo. Chú có Zalo nhưng mà chú không có coi, chú không có coi. Nên cái đợt vừa rồi đó nha, mà nông dân nào mà có Zalo đó thì rất là đỡ. Thôi đậu vậy là được rồi. Hơn nó cũng thôi rụng sạch đó. Còn cái nông dân mà không có Zalo đó là cực kỳ nguy hiểm. Nhan. Đó. Nên là phải có cái oligo là như vậy, phải có cái Zalo là như vậy. Có mấy cây của em được quả trời, nó xanh cả góc luôn. Nên cái mưa trái vụ là cực kỳ nguy hiểm. Nè, rụng nè. Nó chỉ lâu lâu nó xả vài trái. Ừ. Còn những chỗ khác nó xả quá trời luôn. Thì đó, nó xả là sạch. Đây còn đủ trái mà, nhiều quá. Cái vườn này mà phun đúng lúc. Đến khi đưa vô lần một cái nó xả xuống một cái là tự nhiên không phun nữa. Bực đó, bực mình quá trời luôn. Mình đã muốn nghĩ mình cách cứu, mình rút ruột, mình cứu chú mà chú cứ lo nghĩ cái này, lo nghĩ cái kia không mà trời ơi. Đã cái này. Mình làm như đâu phải là mình lấy chú làm thí nghiệm đâu. Yên tâm. Rồi, ok. Được rồi. Không có nghe gì hết, bởi vì chúng từ bữa đó cũng bực mình, tôi nói chú không có ngoan gì hết trơn, trời. Sau đó ông kết bạn Zalo, ông nói chú là chú đương đây. Cái mình mới nhắn tin mình nói chú mà không ngoan con khỏi cứu luôn á. Đúng không? Mình là mình rút ruột ra. Mà tối ngày cứ lo lắng này kia nào khác thôi. Nhiều rồi, đậu vậy tốt rồi. Nhiều. Thấy chưa? Nên đó, là em phun một cái, nếu mà chú phun đúng cái lúc đầu mà 2,5 lít 3 lít là nó ngưng ngay lập tức rồi. Rồi qua 2 hôm sau 3 hôm sau phun lại là không bao giờ có rụng đâu. Còn nhiều. Trời ơi, cái này đó 45 ngày nữa quay lại đó. Một rừng trái. Nhiều rồi, được rồi. Rồi, nói chú yên tâm. Rồi bây giờ chú về quê á, ôi à, cây bên kia trái quá trời luôn kìa. Cây bên này trái quá trời. Rồi là lỡ mà mưa thì ai phun đây? Cây mưa đây mưa thứ mấy rồi? Ở đây là cây mưa thứ mấy rồi đây? Thứ tư rồi phải không? Mà em đo độ pH mấy bữa em đưa gọi anh đó là đó. Cái cây pH của chú rụng á là cái nước mưa em đo anh gửi anh 6.5 đúng không? Dạ. Mà nó còn rụng. Mà đó thấy chưa? Bởi vậy tôi nói là đúng rồi. Mời ơi, chúng tôi yêu cầu là hai điều kiện, là thứ nhất là sau cây mưa thứ năm, cái thứ hai là cái trái của nó đó phải từ 6 cho tới 8, cái trái cái đường kính của cái đít đó là 6 tới 8 cm nha. Xì nè. Sao? Ồ, cây này trái nhiều ghê em. Cái chú phun vô giờ nó cầm đó, bởi vậy giờ nó mới đứng lại luôn. Trời ơi, dân á, người ta khen á, bao nhiêu người trên Tây Ninh á, anh Tuấn hay thì anh Tuấn đang rụng một cái mà em phun cái giống như là trong xi có cái keo, hay dán lại vậy. Mà lại nói chú không chịu tin.
nó giữ lại liền lập tức. Mà anh chú tiếc cái gì mà anh nói là chú ơi bây giờ mưa tới 4 ngày mà chú chưa phun là nguy hiểm, chú phun cho con 2 lít rưỡi cho tới 3 lít xi. Phun có 2 lít rồi. Bó tay em coi đó. Tức chết đi được kìa. Em cũng nói với chú thôi lỡ rồi thì giờ còn này chứ. Mà tiếc chi mà nửa lít xi làm cái gì? Ta nặng rồi ta phun 2 lít rưỡi 3 lít lên. Thì nó phun lên cái nó rụng xuống cái hoảng cái là ngưng không phun nữa. Cái bữa đó là mình không làm căng đó nha, là không phun đó nha. Là không phun đó, là dứt khoát không phun đó. Phải làm căng mới phun đó. Ô lặt cái trái đi, nó dính về thì đâu được. Em lặt cái trái chọn đi em lặt cái trái là chọn đi. Ở cái chuyện nó đứt, nó gãy cái kia, đúng rồi. Rồi, thôi nhiều rồi, quá trời rồi. Được chưa? Rồi. Rồi, nhanh lắm.